Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là miêu tả ngoại hình người yêu tương lai của bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy không biết là ngoại hình của người này có phải là đúng gu của bạn hay không. Nhưng mà khi mà bạn gặp người này thì bạn sẽ cảm thấy khá là ấn tượng và kiểu ấn tượng sâu sắc về người này luôn ấy. Kiểu trong một đám đông thì bạn sẽ cực kỳ để ý, có thể là bạn sẽ nhìn người này khá là nhiều. Người này có vẻ ngoài nhìn thì có thể là thân thiện, cũng không quá khó nhưng mà nó cũng không quá gần. Kiểu người này sẽ khá là ít nói, hoặc là nhìn cái vẻ bề ngoài thì nhìn thư sinh, nhưng mà để mà bắt chuyện, để tiếp chuyện thì cảm thấy là rất là khó ấy. Kiểu người này sống thích một mình, hoặc là nội tâm người này khá là phức tạp. Cái ngoại hình người này tỏ ra như vậy nha. Nhìn chung lại thì mình thấy để nói về cái vẻ ngoài của người này thì khá là thú vị. Có thể là người này có ngoại hình ưa nhìn, bắt mắt những cái đối tượng xung quanh, và bạn cũng là một trong số đó. Kiểu thư sinh, nho nhã, thấy là dễ bắt chuyện, nhưng mà để bắt chuyện được mà để giống như là cùng tần số nói chuyện với cái người này thì không dễ. Luôn cho người khác cái cảm giác là vừa xa mà vừa gần.